Xin chào mừng cô chú, con là Tâm Chị. Xin chào mừng cô chú, là Tâm Em. Bữa nay nhà con đang làm bánh xèo. Xèo ngon lắm. Bà hiếm mà chạm bà cô chú đi. Chào bà cô chú nha. Hôm nay nhà Tâm Tâm làm bánh ăn nữa nha bà cô chú ơi. Bánh xèo. Bánh xèo. Bữa nay ở ngoài trời mưa, mưa cũng lớn nha bà cô chú. Cứ mỗi lần trời mưa là nhà Tâm Tâm lại có một món ăn mới nha. Bánh xèo. Bánh xèo mới chứ hôm nay làm lần này là lần thứ hai rồi bà cô chú ơi. Tại cha mày mấy nay đổ dớn tép nhiều không bà cô chú. Rồi cái mình lấy tép cho mình làm bánh xèo luôn. Tép này là tép đổ dớn. Chị đặt lên đây bà cô chú. Rồi hến thì là đi đọc cho em hến đâu ta, hến làm ta giao lại nhưng mà cô chú chứ không có đi mua. Thì sẵn là trời mưa không có gì làm thì thôi mấy thím cháu lại làm bánh ha. Đây mới chiên ra lò được một cái nha bà cô chú. Cái khuôn này là cái chảo chống dính, cái chảo chiên bánh xèo chống dính bà cô chú. Cho con ăn miếng hả? Đây mời bà cô chú ăn thử cái bánh đầu tiên của bà thím chiên, của bà thím Tâm Tâm chiên. Giòn lắm luôn á, cái chảo chống dính. Ăn thử là cái răng đâu mà cắn không biết nữa. Con mời chưa? Con mời chưa? Ăn. Ôi nhìn cái màu vàng hấp dẫn ghê. Vâng. Bà thím cho con cái đó luôn rồi hả? Dạ. Uy tín dữ vậy ta, hồi nãy giờ ở đây người ta làm cực khổ mà chưa có được cho nữa đó. Ăn thử thôi, ngon không? Anh hai đâu, không rủ anh hai ra ăn với nè. Đây nước mắm không? Nước mắm hả? Không. Có theo nước mắm này nữa. Cũng giáo thôi em ơi. Đúng không? Mẹ, con này có gì vậy mẹ? Có gì? Cái này là đu đủ nè, ngon lắm á, ăn thử coi. Ngon không? Ngon. Bây giờ có mời bà cô chú ăn chung không? Dạ mời cô chú ăn chung. Dạ mời cô chú ăn chung. Ăn ghê không? Ăn thử đi. Mời bà bác vô ăn bánh kìa. Mời bà bác ăn đi. Biết ngon chụp quay chụp quay chạy với đu đủ là ngon có vậy lắm lên thế
mở miệng thử luôn. Con lắm mở miệng thử. Em có dở lên luôn đó đi. Con dở lên luôn cho mẹ. Con lắm mở miệng thử ơi. Thì cô như mẹ không biết. Cho tụi em đâu, tụi em hỏi vậy. Con ngon ngon cho mẹ ăn nha. Mẹ yêu của con cho nhiều thật lên. Cho miếng thịt vô nè. Con cho cái nha. Dạ con cuộn lại cho mẹ con ăn. Con cho ăn nha. Mẹ mẹ cho mẹ ăn miếng nè. Con cũng vậy đó. Mẹ khen con gì cha. Con đã bỏ một ít vô. Cho con xem bụi mày lắm tâm nhiên. Con nó cũng sẽ bỏ chuyện thịt chưa. Chết chết chết. Ghê chua. Ghê. Wow. Tôi có ghê. Quá ngon luôn rồi mà cô chú ơi. Có lắm. Ê con thịt gặp. Ôi lại mà cứ mập mà. Ừ. Quá ngon luôn con cũng bỏ hương cái vô miệng này nha. Trời ơi thôi Tâm chạy em đốn chạy em làm này cho ai vậy đốn. Em cho tép, em biết không chị cho tép hả? Đó, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó, rồi, em thích rồi. Mẹ. Hồi em biết. Em. Hồi đi. Mẹ lấy rau cho có mà không ăn gì trơn nè. Rau ngán hả? Ngán hả? Để cho mấy bà thím chiên đi. Bây giờ uống thuốc rồi. Làm nhưng cũng ít rồi. Làm chắc vài cái đủ ăn. Bà cô chú không có làm gì. Con bỏng miếng rau vô. Thép đập dớn nhiều lắm bà cô chú. Để cô làm cho mẹ nha. Cho nên làm này làm kia. Bà cô chú cô cho mẹ mẹ cho con thấy tay chưa nè. Con chỉ làm cho cô ngon chứ mẹ. Quá ngon luôn. Bà Kim nhìn lén quá không? Bà Kim lại ăn rồi. Lại ăn nè. Ngon không? Nhưng em sẽ làm cái khác cho em chỉ ngon không? Sao em làm quá rồi chắc. Em chỉ làm quá rồi chắc luôn. Bếp từng miếng từng miếng vô thôi. Con sẽ qua này ăn kén nha. Ai cho? Ai cho ăn kén vậy? Qua ăn chung mà thế nào? Dạ. Con mang con này luôn. Cái này mẹ ăn chứ. Cái này con ăn sao? Welcome, mẹ ơi. Sao
Trời mưa gió quá không có đi hái rau rừng ngoài được mà cô chú ơi, cho nên là ăn rau chợ. Có con mà. Sao con? Cái này ha, cái này rau con đâu gắt được. Để đi gắt cái này chứ. Con ăn được. Ừ, ăn được hả? Ăn với bạn chung. Em hỏi mấy người tét đầu. Mấy mấy hả? Dọn ra cho mấy bà thím ăn nhanh nhanh, đặng cho bà thím về nấu cơm chiều nữa nè. Mẹ, bữa nay khỏi ăn cơm nè mẹ. Tụi tét, cái này ngon quá. Khỏi ăn cơm nha. Dạ. Ôi nè. Cái này là bánh xèo gói rau hay là rau gói bánh xèo đây? Rau gói bánh xèo. Rau gói bánh xèo hả? Ờ, vậy đó mẹ cũng không biết nữa. Mẹ tính lấy bánh xèo gói rau á. Mẹ rau gói bánh xèo. Đúng rồi mẹ. Con lấy là bánh xèo. Nhưng mà thấy mà ăn không biết nấu cái bánh ngon hay dở hết trơn. Tự mình chiên không dám chê hay gì. Ngon tầm, bánh ngon tầm. Mời bà cô chú nha. Tâm khen ngon là ngon rồi. Giờ con làm cơm nha. Con lấy là cơm đó hả? Anh ta ngồi đó luôn mà ta không thèm á. Tâm luôn. Đang bị đau họng rồi. Chào mời cô chú. Long mới đi học về ông bà cô chú. Rồi đó, em gói bánh lên đi con. Dạ, gói bánh lên nè. Hay là để em gói cho ăn luôn kìa. Không ngon hả? Nãy giờ anh hai học gì mệt lắm. Anh hai mệt lắm. Đi. Sao biết anh hai mệt? Mẹ ăn đi. Mệt chứ mệt mà hai. Tâm em không bao giờ ngồi mà xếp bằng. Tâm em ngồi xếp bằng giống tâm chị coi. Lúc nào cái giò cũng chổi lên rồi. Nè tâm em thấy ai cũng xếp bằng không? Mưa xay cua hủ dừa. Mà định xay cua hủ dừa làm xào làm nhân á mà cô chú mà mưa quá. Chắc là mưa xay cua hủ dừa làm thêm lần nữa. Mấy ngày nay mưa quá trời. Mãi xá cái chiến trường của Tâm ăn rồi bà cô chú ơi. Cái này cái gì? Này chị em ăn con cái bánh nè, con này bỏ thịt luôn ở trên nè. Đúng rồi. Cho ăn vui xíu thôi. Trừ bụng để chiều ăn cơm nha. Dạ. Không có ăn này nhiều được. Chị mai bụng Tâm yếu lắm, ăn cái gì có nước cốt là không ổn đâu. Mai mốt ăn nữa. Nha. Mai chiên nữa bởi vì ngày nào cha cũng có tép hết trơn mà. Mai có tài. Ừ, nghe lời Tâm em cũng cái gì nữa kìa. Anh chị giỏi nè. Tí ăn chiều ăn cơm nha. Dạo này cái gì mà có nước cốt, dầu mỡ là không dám cho Tâm ăn nhiều mà cô chú. Nè mẹ. Ơi. Nãy giờ con ngồi xếp bằng đừng. Mỗi chân lắm. Mỗi chân á hả? Không có dọn bàn, ngồi xếp bằng mỗi chân quá mà. Con ơi, con vô phòng đây. Anh mà con mẹ với bà Hiếm á. Chị ơi, xây dụng dịp nghe với cô chị. Ơi, bé Tâm mà cô chú vô phòng đây.